Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở miền Bắc sẽ tiếp tục rét đậm từ nay cho đến hết tuần. Còn tại Nam Bộ thì trời sẽ se lạnh về đêm và sáng sớm do là không khí lạnh mạnh khuếch tán xuống. Gió Đông Bắc vượt một quãng đường khá xa để xuống tới khu vực này nên là sự tác động không quá mạnh. Mức nhiệt ở đây giảm không nhiều. Chỉ ở khu vực phía Đông Nam Bộ là người dân có thể cảm nhận được là tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng từ 21 đến 23 độ. Gió Đông Bắc cũng sẽ tác động tới khu vực Tây Nguyên, lại kết hợp với địa hình cao nguyên nên ở đây cũng rét 16 đến 20 độ. Đối với miền Trung thì vùng rét tập trung là ở nửa phía Bắc với mức nhiệt đêm nay từ 12 đến 19 độ. Rét nhất đợt này là ở khu vực miền Bắc do nơi này nằm sâu ở trong khối không khí lạnh. Phổ biến ở vùng đồng bằng là màu xanh dương với mức nhiệt là khoảng từ 10 đến 13 độ, còn bao trùm vùng núi là màu tím với nhiệt độ sẽ không vượt quá mức là 10 độ. Một số nơi ở vùng núi cao thì nhiệt độ còn xuống dưới 5 độ và khả năng có thể xảy ra cả băng giá, sương muối tại Ô Quy Hồ, Phan Xipang hay là Phia Wak và Mẫu Sơn. Khả năng là đợt rét đậm lần này sẽ còn kéo dài ở miền Bắc cho tới cuối tuần này. Lưu ý riêng đối với ngày thứ 6 thì khả năng còn có mưa nhỏ nên là cảm giác có thể sẽ còn buốt hơn. Sang tuần sau thì nền nhiệt sẽ tăng dần và cảm giác đỡ rét khi mà trưa chiều trời có khoảng nắng ấm. Chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi khu vực huyện đảo Hoàng Sa sẽ tiếp tục có gió đông bắc mạnh khoảng cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Đối với huyện đảo Trường Sa thì trời có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.